Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, trưởng ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, theo Nghị định số 167 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt Ban chỉ đạo 167, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 167 tháng 10 năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phê bình Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Satra, không thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp thực hiện di dời, bàn giao nhà, đất, số 420 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Đồng thời, giao Satra khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản, Vissan, các đơn vị chức năng xác định cụ thể thời gian bàn giao nhà, đất, nêu trên, giao Sở Tài nguyên Môi trường xem xét, xử lý việc thuê ngắn hạn nhà, đất, nói trên, trong thời gian chờ thực hiện di dời và bàn giao. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sắp xếp lại nhiều cơ sở nhà, đất khác. Trưởng ban chỉ đạo 167 giao Sở Tài chính dự thảo văn bản, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thường trực thành ủy về việc tiếp nhận nhà, đất, số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, cho Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để xây dựng mới trụ sở của vụ công tác phía Nam, Tòa án Nhân dân tối cao tại số 26 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1,